Như đã hứa thì anh sẽ hướng dẫn các bạn K7 giải một số đề thi toán 1 của K56. Đề đầu tiên là đề DBS 141546 K4 ngày 14 tháng 1 năm 2015. Thì một đề thi toán 1 thì bao gồm có 10 câu. Thì trong 10 câu hỏi này thì nó sẽ có các phần liên quan như là phần không gian vector này, phần ma trận và định thức, và không không thể thiếu được đấy là phần hệ vi trình. Có thể có thêm hai câu hỏi của phần hai câu hỏi của phần các mô hình toán kinh tế. Và trong 10 câu hỏi này thì thường sẽ có 1 đến 2 câu hỏi là nó sẽ mang tính chất nâng cao để cho các bạn có thể kiếm được điểm 10. Thì trong cái đề thi này thì câu thứ nhất, người ta sẽ cho một cái hệ vector 4 chiều, x1 là 4 trừ 3 2 trừ 2, x2 là trừ 3 1 trừ 2 1 trừ 1, và x3 là trừ 1 3 k4. Và người ta có hỏi bao hỏi đấy là người ta câu A thì bắt chúng ta tìm hạng của hệ vector x1 x2 x3. Phần câu B thì người ta gọi D là một cái ma trận mà nhận các vector x1 x2 x3 theo thứ tự làm các vector dòng 1, dòng 2, dòng 3 của ma trận D này. Và người ta bắt chúng ta chứng minh rằng là với mọi giá trị của K thì hệ vi trình tuyến tính lúc này nó có ma trận hệ số mở rộng là D thì không thể có nhiều hơn một nghiệm. Và câu C người ta hỏi đấy là trong trường hợp mà hệ vi trình nói trên, hệ vi trình nói ở câu B mà có nghiệm duy nhất, thì người ta bắt chúng ta là tìm nghiệm của hệ vi trình theo cái phương pháp Cramer. Thì trong cái câu 2, trong cái đề thi này thì người ta cho hai ma trận. Ma trận A cấp 4 x 4 và ma trận B cấp 3 x 4 có các phần tử được cho như ở trên. Thì đầu tiên người ta bắt chúng ta tính cái định thức của ma trận A. Và câu B thì người ta bắt chúng ta tìm giá trị của K để ma trận A khả nghịch và tìm cái phần tử trên dòng 4 cột 3 của ma trận A mũ trừ 1. Câu D thì đến câu C thì người ta bắt chúng ta tìm cái phần tử, các phần tử mà nằm trên cái cột 4 của ma trận A phẩy, tức là A nhân A ma trận A nhân ma trận chuyển vị của nó, và tính cái định thức của ma trận A phẩy tất cả mũ 4. Câu D là người ta bắt chúng ta tìm một cái hệ nghiệm cơ bản của hệ vi trình tuyến tính thuần nhất nhận cái ma trận B làm ma trận hệ số. Còn ở câu E thì người ta cho ma trận C là ma trận cấp 4 x 4 và nó có chứa các phần tử nguyên. Và trong đó E là một cái ma trận đơn vị cấp 4. Và người ta sẽ bắt chúng ta tìm cái hạng của ma trận E cộng với là 6C nhân A. Ở câu F thì đề bài hỏi chúng ta phải giải cái phương trình ma trận A phẩy, B phẩy, B và nhân X bằng A. Câu 3 nó là một cái câu khó ở trong đề thi. Thì trong cái câu 3 này thì người ta cho một cái ma trận C cấp 2 nhân 5. Và người ta bắt chúng ta chứng minh rằng luôn tìm được 3 vector 5 chiều x, y, z và độc lập tuyến tính. Tức là 3 vector này phải độc tuyến tính. Và khi mà vector này viết dưới dạng cột thì chúng ta có được cái Cx bằng Ci và bằng Cz.